Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ thị trấn Trại Cao và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Thanh Huyền do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Thanh Huyền tổ chức. Trại Cao và câu lạc bộ Huyền Thanh. Xét một thì cũng là một đội bóng chuyền hơi câu lạc bộ Thanh Huyền phía gần màn ảnh các bạn hơn và đội tuyển bóng chuyền hơi của thị trấn Trại Cao phía xa màn ảnh các bạn hơn. Sau đây tôi xin nhường lời bình luận cho ban tổ chức. Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Vẫn còn cầu thủ ma thứ sáu nỗ lực cứu bóng nhưng rất tiếc là không thành công trong pha bóng vừa rồi. Và một cô gái rất là trẻ của Huyền Thanh, một vận động viên khá là dày nhận dày dặn về kinh nghiệm thi đấu ở huyện Phú Bình. Tôi đã từng theo dõi chị ở nhiều giải và đó là một sự lúng túng. Quánh chắn đi, chắc là quánh chắn ngay từ đầu đi cũng tèo đấy. Quánh chắn vừa khen chị xong thì chị lại chắc bóng vào lưới dưới cho một điểm tỷ số được nâng lên 8. Người dẫn ngay từ đầu đi. Cho lại cao. Suốt ngày trong tình trạng giả nợ. Anh ơi Hoàng Tuyến thủ bóng tốt. Vẫn là số 9. Tốt. Tiến lên. Tiến lên. Và Hoàng Âu của thủ số 6 băng từ ngoài vào để tấn công. Cầu thủ số 6 là cầu thủ khá là nhanh nhẹn và linh hoạt. Rất tốt. Vút. Rất hay. Mình cũng xin lưu ý các bạn là bởi vì là không hiểu tại sao hôm qua lúc đi quay video ấy cứ quay được khoảng 10 phút hay là 7 phút máy này tự cắt luôn, nó không vào
nó lại không cho quay nữa vì nó nóng. Máy báo là nhiệt độ nóng, thành ra là mình cứ phải chuyển từ máy ảnh sang điện thoại, tức là chuyển hết quay máy ảnh sang lại quay điện thoại, đâm ra là cái hình ảnh một số cái chi tiết của trận đấu nó hơi bị gián đoạn, rất mong các bạn thông cảm. Và cái hình ảnh ở cái máy ảnh mà cái lúc trời giữa trưa nắng đấy nó bị lóa, hình ảnh nó hơi kém một tí, rất mong các bạn thông cảm nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn. Các con người thành di chuyển rất là hợp lý và linh hoạt. Bóng khá mạnh, nhật lệ và cơ hội nhật lệ mà đó là Kim Anh. Bóng vẫn còn được quyền. Nhưng không thành công pha bóng vừa rồi. Điểm cho Huyền Thanh 7-0. Phản công. Vâng, có lẽ là bóng của Huyền Thanh. Vâng, có lẽ là không hiểu ý nhau của các cô gái Huyền Thanh. Điểm cho trẻ cao 14-7. Còn bóng lại cho cây trắng bay ra ngoài. Điểm cho các cô gái Huyền Thanh 8-11. Mát rồi, đánh tôi đi. Bóng tiến vào lưới cho pha bóng rồi. Điểm cho cơ hội Huyền Thanh 9-11. Đây là chúng ta để hạt chắn của vận động viên nào số 6. Vâng, được bóng cho. Vâng, trẻ con xin lỗi. Đội câu lạc bộ của Huyền Thanh tiếp sắc một, câu lạc bộ Huyền Thanh và trẻ con. Thi đấu ở những giải đấu lớn. Không được, bóng không có lưới. Là một cú đá của Thủy, lão tướng của Thủy. Vâng. Tỷ số được nâng lên là 18-14 cho các cô gái Huyền Thanh. Một cú phát bóng khá mạnh. Rất tốt, một cú đá khá mạnh của cầu thủ Huyền Thanh. Vâng, đó là trọng tài không có trọng tài của anh mà rất là khó. Điểm cho Huyền Thanh 19-14. Đẹp điểm cho trẻ cao. Không sao ạ, không phải là cái gì bắt được hết. Nếu mà tổ trọng tài có trọng tài số 2 thì bắt hết được, không sao, chúng ta cứ bắt thoải mái. Thế mình tiến tài, bắn vào chẵn điểm cho các cô gái Huyền Thanh, 20-15. Tiếng gọi của ông trọng tài sân bay đã cất lên. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Huyền Thanh tạm thắng trẻ cao với tỷ số 21-15. Mời hai đội chỉ là 30 phút để cùng tiếp tục thi đấu. Xét hai, câu lạc bộ Huyền Thanh và đội tuyển chạy cao bắt đầu. Thời tiết rất nắng. Các bạn ạ. Ba đập bóng. Úi, phản phát bóng rất khó chịu. Kim ơi. Có lẽ là Kim Anh vẫn còn nhỏ. Vẫn là Phương Trang. Đá mạnh nhưng không qua được hàng quát của Tốt. Không có một cầu thủ nào của chạy cao theo chắn của Triệu Linh. Điểm cho
Bóng ngoài sân. Rất tiếc khen chị Trang Giang thì được bắt bóng là Hà Hiếu không chạy sau một điểm, tỷ số được rút ngắn còn 1-3. Bật cây. Và có lẽ là vừa rồi là một cú chặt bóng tốt, một pha chặt bóng tốt của Kim Anh và Hoàn Hồ thủ công Kim Anh. Bóng ngoài sân. Rất tiếc là một sự xử lý không khéo léo trong pha bóng vừa rồi của các cô gái chơi sau. Điểm số được nâng lên cho Huyền Thanh 4-2. Bàn công Kim Anh. Đẹp. Kim Anh chuyển cho Tiểu Lập. Tiểu Lập đúng không ạ? Đúng là khu đầu đứng trẻ khỏe đâu đến già. Tiểu Lập là một trong số những nữ vận động viên gần cao tuổi nhất ở đội bóng câu lạc bộ đứa trẻ cao. Bóng không qua lưới, chính xác là bóng không qua lưới. Ông chồng cào xuống bóng rất là chính xác mà bóng vừa rồi. Camera 360 độ đã quay xem lại pha bóng vừa rồi, chính thức là bóng qua lưới. Và tỷ số bây giờ là 4-0. Và ta thấy thời tiết khá nắng nhưng mà hết quá là khán giả đang cài trên sân câu lạc bộ của Việt Nam. Cả hai đội. Và rất tiếc cho Trần Thủ Giang và bóng vừa rồi tỷ số được nâng lên cho Giải Cao lần đầu tiên rất tiếc 5-4. Diệu Linh không gặp quyết định bao nhỏ trong khi hàng lá đã đập sân đúng gần khó khe hở. Trước mặt không qua lưới. Vũ Trang. Đây là một cú đập dài tay vị trí phần đuôi số 6 của phần trận cao. Tiếp xét 2. Vâng, tỷ số này đang là 6-5 đang nghiêng về Trẻ Công. Ra không sao ra để trọng tài bắt. Vâng, rất tiếc cho Trẻ Công đánh giá hảo. Điểm 6-0. Vâng, đây là một cú phát bóng khá mạnh của vận động viên mang số 8 của Việt Nam. Không qua lưới. Đâu không sao, không sao. Trọng tài chúng ta sẽ lưu ý không sao ạ. Chúng ta chỉ có đội trưởng ở trong sân có được quyền thứ này với trọng tài. Ta tiếp tục thi đấu. Không được. Vâng, không sao. Cái này là một cú đập khá mạnh đầy đều. Như cả với hai đội. Rất tốt, cơ hội rất đẹp. Kim Anh. Và Kim Anh thông qua để hạt chắn của Kim Trang. Tiến à? Đang ở trên đây. Kim Linh ấy, mày đi đâu rồi? Và còn mày đi lần nhiều lên ngã ba Tân Kim hỏi vào nhà câu lạc bộ bóng Kim Hiền Thanh thì đang biết mà. Bên Kim Linh ấy. Có Kim Linh. Rất là khó cho Hoàng Tiến được vào bóng vừa rồi bước vào thảo. Hôm đang chiến này á. Không được rồi, không thể đi nha. Vâng, bước 1 không tới vị trí, rất là khó. Vâng, bóng ngoài sân, đều được cho Thầy Câu. Đây là thứ 3.
bước vào tốt. Rất hay. Đây nhỏ. Đây là khá là mệt nhưng pha bóng nó vẫn có thể đạt tốt. Bây giờ là 10:27, nhiệt độ trên sân bây giờ là, các bạn xem, nhiệt độ trên sân bây giờ là khoảng 40 độ. Tiếp, xét 2, câu lạc bộ Thanh Huyền và đội tuyển Vĩnh Long. Một đồng viên có những pha bóng khá là kỳ bí. Tỷ số bây giờ là 16-14 nghiêng về tuyển Thanh Huyền. Đang đánh bóng không qua lưới. Đời đẹp rất là cao. 15-16. Liên tục. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ơi à. Rồi. Bóng ngoài. Còn cô Trang là đưa bóng ra ngoài. Đang số điểm lên. Nhiều người thị sân lúc này tầm khoảng 40 độ các bạn ạ. Bây giờ là 11 giờ kém chưa. 20, 16. Tiếp tiếp thì Trang lấy bóng ra ngoài. Thời điểm nó sẽ cao 17-20. Những giây phút này chúng ta nói là ngàn cân treo sợi tóc. Chuyển công cho cái Linh nhé, Linh nhảy công đi. Đó là tùy thuộc vào ý chí và sự may mắn và sự kiên cường của các team. Bất to. Đang ngoài hầu trở lại cho pha bóng bắt đầu kết thúc cái đó. Kết thúc set đấu thứ hai thì đội tuyển câu lạc bộ Huyền Thanh thắng đội tuyển Trẻ Cao với tỷ số là 21-17. Tỷ số là 21-17.